Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình là Tin Tin. Và ngày hôm nay vì là cuối tuần nên tụi mình rất là rảnh nên đã rủ nhau trải nghiệm xe buýt đường sông trên bến Bạch Đằng để review cho các bạn biết. Được mệnh danh là thành phố không ngủ, Sài Gòn sôi động hàng đêm với hàng trăm tụ điểm vui chơi lớn nhỏ để bạn tha hồ tung tẩy. Những giây phút vắng vẻ của Sài Gòn thường rơi vào mỗi ngày chủ nhật, nên mình có một gợi ý tuyệt vời cho các bạn, đó là có thể thưởng thức sự trong lành hiếm hoi đó bằng cách đi xe buýt trên sông hay còn gọi là Waiterbus. Thứ nhất, Waiterbus gọi là xe buýt trên sông á, thì đây là loại hình vận chuyển khá quen thuộc ở các nước khác, khi vừa có thể đi trên đường bộ vừa có thể chạy được trên đường thủy. Tuy nhiên ở Việt Nam thì chúng ta gọi nó là xe buýt đường sông, nhưng thực chất nó là một cái phà có mái che được trang bị hiện đại đẹp mắt hơn. Điều ra mắt vào giữa năm 2017 ở thành phố Hồ Chí Minh và được rất là nhiều người hào hức mong chờ, nhưng mà đến hôm nay thì mình mới có dịp để mà được đi trên chuyến xe buýt này. Giá vé cho một lượt đi là 15.000, nhưng mà du khách thường mua cả vé khứ hồi. Xe buýt sông Sài Gòn sẽ đi qua 4 ga, là ga lớn nhất Bạch Đằng ở quận 1, ga Bình An quận 2, ga Thanh Đa quận Bình Thạnh và ga Linh Đông Thủ Đức. Thời gian giãn cách giữa các chuyến là 1 tiếng. Và chiều nay thì mình cùng bạn của mình cũng bắt đầu đi từ bến Bạch Đằng cho đến bến Thanh Đa và quay ngược trở lại bến Bạch Đằng. Thời gian đi chỉ là 30 phút. Tuy nhiên, với 30 phút trên Waiterbus thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều điều mới mẻ. Vì còn nhiều hạn chế về phương tiện trung chuyển để đến được ga buýt sông và bất cập về thời gian di chuyển, nên chúng ta chỉ sử dụng Waiterbus như một cái loại hình giao thông phục vụ thưởng ngoạn hơn là dịch vụ giao thông công cộng. Hàng ngày nếu mà các bạn đi vào từ thứ hai đến thứ sáu thì tàu sẽ vắng khách hơn, dễ dàng để các bạn sống mạo hơn. Tuy nhiên nếu các bạn đi vào thứ bảy và chủ nhật thì đa số sẽ giống như bọn mình, tức là đi để vi vu ngắm cảnh cũng như là chụp các thứ. Cùng đó là các du khách nước ngoài rất là nhiều cho nên thường là sẽ đông. Trên tàu thì gồm có 66 ghế và một băng ghế ở phía sau tàu. Thì tất nhiên là băng ghế ở phía sau tàu lúc nào cũng được ưu ái và dành hết rồi. Còn mình có xếp hàng dài, tuy nhiên vẫn không giành được chỗ. Tuy nhiên các bạn ngồi những hàng ghế bên trong ngồi cạnh cửa sổ cũng là một trải nghiệm rất là thú vị. Mình đi Waiterbus với tinh thần cảm nhận thành phố theo một cái góc nhìn khác, là một cái sự lựa chọn tuyệt vời của ngày chủ nhật cuối tuần, nên mình rất là vui cho dù là ngồi ở trong ngồi ngoài. Xe buýt trên sông rất là rộng, được sơn màu vàng tươi bắt mắt. Bên trong là 6 dãy ghế được chia đều ở hai bên, ở giữa là lối đi rộng rãi. Đặc biệt như mỗi hàng ghế đều được trang bị một cái áo phao rất là an toàn cho người đi. Còn gì thú vị hơn khi các bạn được ngồi trên sông, được cảm nhận không khí mát mẻ, chút thời tiết trong xanh và ngắm cảnh hoàng hôn lúc chiều tàn. Và tất nhiên trên đường đi thì bạn sẽ ngắm cận cảnh những tòa nhà thương mại đặc trưng nhất của thành phố, đơn cử nhất đến từ khu đô thị Vinhome Central Park, đó là tòa tháp Landmark 81, siêu hình tráng và là một gợi ý hay cho dân nhiếp ảnh, cũng như là biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh, Bitexco, vân vân. Tuy nhiên những tòa nhà mà các bạn vẫn thường thấy khi mà các bạn nhìn dưới góc độ từ trên sông thì sẽ hiện lên với một cái vẻ đẹp rất là khác lạ. Trên con tàu cứ trôi nhẹ, nhìn những cái tòa cao ốc này, chúng ta có thể thấy được sự phát triển vô cùng to lớn của Sài Gòn. Ngồi trên tàu, ngắm nhìn chúng có thể không khí trong lành, quả là một ngày chủ nhật tuyệt vời đúng không nào? Nếu mà các bạn đi vào những ngày trong tuần thì số chuyến đi sẽ ít hơn là những ngày cuối tuần, bởi vì những ngày cuối tuần khách đông cho nên được bổ sung thêm một số tuyến. Đặc biệt để tránh phải xếp hàng thì các bạn có thể đặt vé trước trên Traveloka, giá lại còn rẻ hơn nữa đó nha. Hôm nay tàu của mình khởi hành lúc 17:10, cho nên mình đã tranh thủ đi sớm trước 15 phút để có thể đổi vé cho kịp giờ lên tàu. Nhớ là các bạn phải có mặt tại bến xuất phát trước 10 phút đó nha. Mình chỉ đi đến trạm Thanh Đa và xuống công viên Thanh Đa để ngồi chơi, sau đó quay trở về. Bởi vì theo các bạn trước review thì khi đi đến bến cuối sẽ hơi buồn tí, bởi vì chỉ có máy bán hàng tự động thôi. Lộ trình di chuyển từ bến Bạch Đằng cho đến bến Thanh Đa thì sẽ qua bến Bình An, thì từ Bạch Đằng đến Thanh Đa chỉ mất khoảng 30 phút. Và chuyến về của mình cũng là chuyến cuối cùng, là 18:35, về đến bến Bạch Đằng là 19 giờ. Thì khi mà các bạn về bến Bạch Đằng thì chúng ta có thể vào quán cà phê Waiterbus ngay đó để có thể ngồi nhâm nhi ly cà phê và ngắm vòng về đêm nhé. Một khung cảnh rất là tuyệt vời, đáng để bạn trải nghiệm. Có điều một số bạn hay thắc mắc là khi mà đến bến Bạch Đằng thì chúng ta sẽ gửi xe ở đâu, thì muốn gửi xe ở đây vào các khung giờ cao điểm thì các bạn phải có vé thì bảo vệ mới cho các bạn vào gửi xe. Thì các bạn nếu mà đặt vé trên Traveloka thì các bạn có thể đến và đổi vé trước tại phòng vé, sau đó mới gửi xe. Giá gửi xe ở đây là 6.000 đồng và các bạn có thể vi vu tha hồ chụp hình sống ảo. Nhớ là các bạn nên đến trước giờ khởi hành khoảng 30 phút để thứ nhất là đổi vé, thứ hai là các bạn có thể sống ảo chụp hình những mô hình cực ảo ở đây nhé. Trên đây là những review chi tiết của mình về chuyến đi xe buýt trên sông đầu tiên của mình. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã đi chưa? Hãy bình luận bên dưới để cho mình biết nhé. Nếu thấy video này hay, hãy like, share và subscribe kênh của mình để đón xem những video tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.